Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Ở video này mình hướng dẫn các bạn cách cài ROM MIUI TN2.3 nhé, mới nhất lên Redmi Note 12 Turbo. Thì thiết bị của mình đang chạy là MIUI TN1.9. Hoặc là các bạn có những cái máy chạy ROM Global hay là bất kể ROM gì cũng được, thì các bạn cũng có thể làm cái cách này để cài đặt ROM MIUI TN mới nhất lên Redmi Note 12 Turbo các bạn nhé. Hoặc là các bạn muốn cài máy khác cũng được, Thì link tải ROM thì mình sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn. Đây, của máy của mình là Redmi Note 12 Turbo này, đó. Redmi Note 12 Turbo các bạn nhé. Redmi Note 12 Turbo. RAM 8, bộ nhớ 256. Máy mình đang chạy sẵn ROM MIUI TN rồi. Thì mình đã tải sẵn cái phiên bản ROM đây. Đây nhé, ROM MIUI TN2.3 đây, các bạn có thể nhìn thấy ROM đây nhé. Thì file ROM của nó là file zip. Thì mình sẽ cài nó rất là đơn giản thôi. Thì máy của các bạn phải đáp ứng những cái điều kiện như sau nhé. Phải unlock bootloader này. Unlock bootloader các bạn nhé. Unlock bootloader là điều kiện tiên quyết nhất để cài ROM. Đó. Mở khóa OEM nhé. Unlock bootloader mở khóa OEM. Chỗ tùy chọn nhà phát triển này. Rồi, OEM đã mở này. Đó, các bạn thấy chưa? Đây, trạng thái mi này, mở khóa này. Điện thoại này nó báo đã khóa này nhưng mà thực ra là mình đã mở khóa rồi vì mình đang chạy ROM MIUI TN mà. Đó, các bạn thấy chưa? Thế là hai cái này. Đó, thì các bạn sẽ làm được. Thì đầu tiên là các bạn cài TWRP nhé. Thì cài TWRP cho Redmi Note 12 Turbo thì mình đã có một video rồi. Thì cái video hướng dẫn cài đấy thì mình sẽ để ở phần mô tả cho các bạn. Hoặc là ở bên góc phải màn hình nhé. Phải màn hình. Mình sẽ để ở đấy cho các bạn. Các bạn cài TWRP rồi các bạn flash qua TWRP thôi. Đây, đây là vào chế độ fast boot này và chế độ recovery này. Bây giờ mình sẽ vào chế độ recovery để cài ROM MIUI TN trên Redmi Note 12 Turbo. Vào chế độ recovery này thì các bạn có thể giữ nút nguồn và giữ tăng âm lượng cùng một lúc nhé. Khi nào logo nó hiện lên thì bỏ bỏ tay ra. Logo hiện lên bỏ tay ra thì sẽ vào được TWRP. Ở đây mình vào luôn bằng cái bằng thao tác nhanh. Thì đây TWRP nhé. Thì các bạn lưu ý nhé, cái video hướng dẫn cài TWRP thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả cho các bạn hoặc là ở phần bên góc trái màn hình nhé, bên góc phải màn hình nhé. Đó, thì cái link tải ROM mình cũng để dưới phần mô tả luôn. Thì đây là cái TWRP này. Thì đơn giản nhé, nếu mà các bạn từ bản ROM khác các bạn chuyển sang đấy các bạn đúng không? Từ bản ROM khác các bạn cài sang ROM MIUI TN này thì các bạn bắt buộc phải xóa dữ liệu nhé. Như mình đây thì mình từ cái bản ROM thấp lên bản ROM cao thì không cần xóa, thì mình chỉ việc tìm cái bản ROM của nó thôi. Đây, phần download này. Phần các bạn lưu ở đâu tìm đến ở đấy. Download đây, kích của nó này. Đó. Xong mình nhấn cứ thế này, nhấn flash là xong nhé, nhấn flash là xong này. Đó, tích vào cái dòng auto flash TWRP bên mình chỉ cần kéo cái gạt này xong là xong này. Đó, khi mình up xong nhé, mình chỉ việc nhấn jboss SIS là xong thôi. Nhưng nếu mà các bạn từ các bạn ROM khác sang á thì các bạn cần phải xóa tất cả dữ liệu nhé. Các bạn phải lưu ý đấy, xóa tất cả dữ liệu nếu không là sẽ bị treo logo. Xóa tất cả dữ liệu và nó như kiểu là khôi phục cài đặt gốc đấy các bạn. Đó, bắt buộc phải như thế. Bắt buộc là như thế nhé. Đây, nó đang chạy rồi. Rất là nhanh chóng luôn. Chỉ một lúc nữa là sẽ cài được ROM MIUI TN trên Redmi Note 12 Turbo nhé. Đây, nó báo dòng đỏ này thì kệ nó các bạn ạ, không có lỗi gì đâu. Báo dòng đỏ này không có lỗi gì đâu nhé. Nhấn máy của mình do mình là nâng cấp ROM nên mình nhấn jboss nhé. Còn nếu không nhé, các bạn flash xong các bạn phải vào ROM này này. Nếu mà máy của các bạn ở bản ROM Global hay là bất kể bản ROM khác không phải ROM MIUI TN nhé, các bạn phải vào BigPen này, vào Advanced này, vào format data này, xong các bạn nhấn chữ S vào đây nhé, xong nhấn vào đây nữa. Đó, các bạn phải
xóa tất cả dữ liệu đi, tránh nếu không là sẽ bị lỗi nhé. Còn của mình là nâng cấp ROM thì của mình chỉ việc nhấn Jbot thôi, SDSS này thôi là xong. Ô thì mình nhấn nhầm tắt nguồn rồi, không sao. Nó tắt nguồn đi mà, mình khởi động lại là được. Đó, nhấn tắt nguồn thì nó tắt nguồn đi thôi, khởi động lại thì vẫn thế, vẫn là Jbot. Thì video trước mình có đánh giá là dùng cái bản 1.9 rất là ngon, thì mình thấy có bản 2.3 mới nhất thì mình thử lên xem như thế nào, xem lên và cảm nhận như thế nào, rồi mình sẽ làm video chia sẻ cho các bạn. Mình thấy cái ROM MIUI-TN này là ổn định nhất cho Redmi Note 12 Turbo, không có lỗi gì cả, thông báo vô tư, nói chung là nhận thông báo nhận tin nhắn ở mầm luôn, không lỗi sóng sánh, rất là tuyệt vời các bạn nhé. Chơi game cũng ổn, pin cũng ổn, pin là ổn. Đây là video hướng dẫn các bạn cài nhé, có gì không hiểu các bạn hãy để lại bình luận dưới cuối video. Rồi lên rồi, của mình sẽ không bị mất dữ liệu nhé, không bị mất dữ liệu. Đây, vừa 1.9 bây giờ đã lên 2.3 2.3 rồi các bạn nhé. 2.3 rồi. 2.3 rồi các bạn nhé. Đó, 2.3 rồi. Đây là bản ROM MIUI-TN 2.3 mới nhất trên Redmi Note 12 Turbo. Có gì không hiểu các bạn hãy để lại bình luận dưới cuối video các bạn nhé. Đó, cảm ơn các bạn đã xem.